Sau khi đã đi tìm được các ý chính của chuyện, thì chúng ta sẽ cùng đi lập dàn ý cho bài văn kể lại chuyện cổ tích Thạch Xanh. Các con có thể lập dàn ý bằng cách dựa vào các ý đã tìm được, sắp xếp lại theo 3 phần lớn của một bài văn. Vậy, một bài văn gồm những phần lớn nào? Rất chính xác, đó chính là 3 phần mở bài, thân bài và kết bài. Vậy các con lại tiếp tục cho cô biết chúng ta có thể viết gì trong phần mở bài của bài văn này? Trong phần mở bài, các con có thể giới thiệu hoặc nêu lý do kể lại chuyện cổ tích Thạch Xanh. Chẳng hạn, các con có thể kể lại rằng mình đã được nghe hay biết đến chuyện cổ tích Thạch Xanh trong trường hợp, trong hoàn cảnh nào, câu chuyện đã để lại cho các con những ấn tượng gì đặc biệt và tại sao các con lại muốn kể lại câu chuyện này. Sau khi đã viết xong phần mở bài thì ta sẽ cùng đi vào phần chính, đó là phần thân bài. Trong phần này, các con hãy dựa vào các sự kiện chính trong truyện thạch xanh đã học và cô cũng đã nhắc lại ở phần trước của bài học ngày hôm nay và sau đó kể lại những sự kiện này bằng lời văn của các con. Ví dụ, chúng ta có thể kể lại theo trình tự như sau. Đầu tiên, các con kể về sự ra đời và lớn lên kỳ lạ của thạch xanh sau đó kể đến sự việc thạch xanh kết nghĩa với lý thông và bị lừa đi canh miếu thế rồi thạch xanh giết được trần tinh nhưng lại bị lý thông cướp công sau đó thạch xanh tiếp tục giết được đại bàng cứu công chúa nhưng lại bị lý thông cướp công một lần nữa rồi thạch xanh bị bắt vào ngục và chàng tự giải oan cho mình Cuối cùng, Thạch Xanh chiến thắng quân 18 nước chư hầu và lên làm vua. Vậy sau khi đã viết được phần thần bài dựa vào các sự kiện chính của chuyện Thạch Xanh, chúng ta sẽ cùng đi kết lại bài văn kể lại chuyện cổ thích Thạch Xanh. Vậy theo các con, trong phần kết bài, chúng ta nên viết điều gì? Ở phần kết bài thì các con hãy nêu cảm nghĩ của mình về chuyện hoặc về nhân vật chính trong truyện thạch xanh. Các con có thể trình bày suy nghĩ của bản thân về những bài học mà chuyện đem lại hay những ấn tượng, những điều đáng học hỏi, đáng trân trọng ở nhân vật thạch xanh. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể thể hiện sự trân trọng, ngưỡng mộ và ngợi ca đối với những tác giả dân gian đã sáng tạo nên kho tàng chuyện cổ tích thật ý nghĩa và phong phú và trong đó thạch xanh là một chuyện cổ tích tiêu biểu. Sau khi lập dàn ý xong thì ta sẽ cùng bắt tay vào phần viết. Ở phần này, các con hãy dựa vào dàn ý, viết thành bài văn kể về chuyện cổ tích Thạch Xanh. Các con có thể tham khảo đoạn văn kể lại sự kiện đầu tiên trong bảng sau và sau đó dựa vào đó để viết lời kể cho các sự kiện tiếp theo. Cô sẽ nêu ví dụ về cách triển khai sự việc chính đầu tiên, đó là hoàn cảnh ra đời khác thường của Thạch Xanh. Ở phần này, ta có thể diễn đạt như sau. Ngày xưa ngày xưa đã lâu lắm rồi, ở quận Cao Bình có hai vợ chồng nghèo, sống rất lương thiện và hay giúp đỡ mọi người, nhưng đã già mà vẫn chưa có con. Thương cảm cho hoàn cảnh của họ, Ngọc Hoàng bèn sai thái tử xuống đầu thai làm con. Từ đó người vợ có mang, nhưng lạ thay, trải mấy năm bà vẫn chưa tới kỳ sinh nở, rồi người chồng lâm bệnh, chết Mãi về sau, người vợ mới sinh được một cậu con trai. Thì các con có thể quan sát thấy ở đây những dòng chữ được cô tô đậm và in nghiêng chính là thể hiện cách diễn đạt lời văn của người viết khác với cách diễn đạt mà sách giáo khoa đã mang đến cho chúng ta. Vậy dựa vào đoạn văn này, các con hãy tiếp tục triển khai cho cô những sự kiện tiếp theo bằng chính lời văn của các con. Lưu ý, nếu như các con chép lại nguyên văn bài văn trong sách giáo khoa thì sẽ không được tính là một bài văn kể lại chuyện cổ tích thạch xanh bằng chính lời văn của mình. Như vậy là lạc đề và các con có thể không giành được những lời nhận xét tốt hoặc điểm cao cho đề văn này. Và sau bước viết, còn một bước vô cùng quan trọng nữa đây là một bước mà rất nhiều bạn bỏ qua mỗi khi chúng ta viết một bài văn có thể là do thời gian để hoàn thành bài không còn nhiều hoặc do chúng ta không cẩn thận mà bỏ qua phần này trong khi đây là một phần rất quan trọng để các con có thể kiểm tra giả soát lại xem chúng ta còn thiếu ý nào trong bài viết của mình không hoặc bài viết có mắc những lỗi gì về diễn đạt về dấu câu hoặc về chính tả hay không trong phần này thì các con hãy kiểm tra lại dàn ý và bài văn đã làm để xem bài viết đã thể hiện được đúng nội dung của truyện thạch xanh hay chưa, có điểm gì cần thay đổi trong nội dung và cách kể lại câu chuyện hay không. Chẳng hạn như các con có thể thay đổi từ ngữ, cách đặt câu, thêm một vài chi tiết, thêm các yếu tố miêu tả, biểu cảm hoặc nêu ra một cách kết thúc khác theo hình dung, tưởng tượng của người viết cô hy vọng trong quá trình viết các con đã viết thật cẩn thận và chuẩn xác những yếu tố cần diễn đạt để chúng ta không còn phải chỉnh sửa nhiều ở phần này và bước kiểm tra và chỉnh sửa cũng là bước cuối cùng mà chúng ta cần thực hiện khi viết một bài văn mà cụ thể ở đây là viết bài văn kể lại một chuyện truyền thuyết hoặc cổ tích mà các con thích cô hy vọng qua bài học này các con đã nắm được cách thức cũng như các bước khi chúng ta triển khai một bài văn kể lại một câu chuyện, cũng như có thêm cho mình những kinh nghiệm khi viết một bài văn, để từ đó các con có thể hoàn thành thật tốt bài văn của mình. Vậy là bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các con đã chú ý quan sát và lắng nghe. Hẹn gặp lại các con ở những bài giảng tiếp theo cùng olm.vn.